Vào đầu năm nay, Real Madrid đã được nhóm kinh doanh thể thao toàn cầu Deloitte, một trong những Big Four trong ngành kiểm toán, vinh danh là câu lạc bộ bóng đá có doanh thu cao nhất thế giới ở mùa giải 2022-2023, thay thế Manchester City ở vị trí đầu danh sách. Đó là năm thứ 27 mà Deloitte Football Money League phân tích các câu lạc bộ bóng đá đã tạo ra doanh thu cao nhất trên toàn cầu, và báo cáo trên đã chỉ ra rằng những câu lạc bộ đó đã kiếm được kỷ lục 10,5 tỷ euro, tương đương 11,4 tỷ đô trong mùa giải năm ngoái, tăng 14% so với năm trước đó. Trong đó, đội bóng thành Madrid đứng đầu bảng xếp hạng với báo cáo con số doanh thu kỷ lục 831 triệu euro, nhiều hơn 118 triệu euro so với mùa giải trước. Và rất có thể vị trí đó của họ sẽ tiếp tục được duy trì ở mùa giải năm nay, và thậm chí họ có thể tiếp tục phá kỷ lục khi giờ đây giấc mơ Apola 15 của người Madrid đã thật sự trở thành sự thật. Chiến thắng trước Borussia Dortmund trong trận chung kết Champions League mùa giải 2023-2024 vừa qua trên sân Wembley không chỉ là để khẳng định vị thế của nhà vua, mà nó còn giúp Real Madrid khép lại một mùa giải thật thành công. Vào năm 2022, UEFA đã công bố bảng thống kê chi tiết cho các giải thưởng bằng tiền mặt trong hai mùa giải tiếp theo của Champions League. Vậy nên cũng tương tự như mùa giải trước, năm nay tổng số tiền của giải đấu danh giá nhất lục địa giả là khoảng 2,032 tỷ euro, tương đương là 1,98 tỷ đô la Mỹ. Con này chiếm khoảng 2/3 trong số 3,5 tỷ euro đã được dành cho tất cả các giải đấu cấp câu lạc bộ do UEFA tổ chức, bao gồm Champions League, Europa League, Europa Conference League và Siêu cúp châu Âu. Theo tờ AS, nhà vô địch mùa trước là Manchester City đã bỏ túi 83,28 triệu euro dựa trên thành tích tại Champions League năm ngoái. Ngoài ra, đội bóng của Pep Guardiola đã mang về thêm 4,5 triệu euro bởi họ đã nâng cao siêu cúp vào tháng 8, đánh bại Sevilla trên chấm phạt đền. Nhưng chắc chắn con số của Real Madrid năm nay còn có thể ấn tượng hơn nhiều so với những gì Man City đã nhận được, thậm chí đó còn là một con số kỷ lục. Câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu nhà vô địch Champions League mùa giải 2023-2024 sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây? Chưa thể biết chắc chắn câu trả lời bởi nó còn phụ thuộc vào quá nhiều thứ. Chúng ta vẫn có thể ước lượng được con số đó một cách gần gũi và chính xác. Đầu tiên cần phải biết, ở Champions League kể từ năm 2022, tất cả 32 đội tham dự vòng bảng đều nhận được mức tiền thưởng khởi điểm là 15,64 triệu euro. Ở giai đoạn này, hiệu suất thi đấu sẽ được tính đến để cộng thêm vào số tiền đó, với 2,8 triệu euro cho mỗi trận thắng và 930.000 euro cho một trận hòa. Vì vậy, có thể tạm tính được một đội bóng giành được trọn vẹn 18 điểm như Real Madrid ở vòng bảng với 6 chiến thắng và có thể kiếm được con số tối đa. Họ có thể nhận 15,64 triệu euro ban đầu kèm thêm với 16,8 triệu euro, tổng cộng là 32,44 triệu euro chỉ trong giai đoạn vòng bảng. Tất cả 16 đội vượt qua vòng bảng đến vòng knockout đầu tiên sẽ nhận được 9,6 triệu euro. Tất nhiên, Los Blancos không có được số tiền thưởng này. Tiếp đó, số tiền được tăng dần qua từng vòng. Với việc lọt vào tứ kết, một câu lạc bộ có thể nhận được 10,6 triệu euro, bán kết là 12,5 triệu euro. Đội Á quân có được 15,5 triệu euro, đội vô địch sẽ có được thêm 20 triệu euro. Với việc đã đánh bại Dortmund trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng nay, đại diện tới từ thành Madrid đã có trọn vẹn số tiền thưởng kể trên, rơi vào khoảng hơn 85,5 triệu euro. Nhà vô địch Champions League mùa 2023-2024 sẽ được thưởng thêm 4,5 triệu euro, cộng thêm 3,5 triệu euro sau khi tham dự siêu cúp châu Âu vào tháng 8 tới với nhà vô địch Europa League và Atalanta. Đội thắng trong trận đấu đó sẽ kiếm được thêm khoảng 1 triệu euro. 83,28 triệu euro của Man City nhận được ở mùa giải năm ngoái từ thành tích thi đấu rõ ràng sẽ thấp hơn những gì mà Real Madrid nhận được ở hạng mục tương tự, bởi đội bóng của Ancelotti đã có một mùa giải hoàn hảo. Nhưng đó dĩ nhiên chưa phải là tất cả. Như đã nói, UEFA đã có cách chia tiền thưởng mới. Từ năm 2022, tiền thưởng sẽ được chia thành hai phần. 55% số tiền thưởng của câu lạc bộ sẽ được phân phối dựa trên thành tích của mỗi đội bóng như trên. 30% khác, tương đương khoảng 600 triệu euro, sẽ được phân phát dựa trên bảng xếp hạng hệ số UEFA của các đội trong 10 năm qua. Đội xếp hạng thấp nhất sẽ kiếm được 1 điểm, quy đổi khoảng 1,23 triệu đô, trong khi đội xếp hạng cao nhất sẽ kiếm được 32 điểm như vậy, tức là gần 40 triệu đô. Real Madrid đứng thứ 3 trước trận chung kết và sẽ được đảm bảo ít nhất 30 điểm, trong khi Dortmund đứng thứ 8 và sẽ nhận được ít nhất 25 điểm. Real Madrid với lịch sử Champions League
lừng lẫy, được hưởng lợi đáng kể ở việc phân chia giải thưởng ở hạng mục này. Như vậy ít nhiều thì đội bóng Hoàng gia cũng sẽ nhận được khoảng gần 37 triệu euro khoản thưởng, tương đương với 34 triệu euro. Theo tờ AS tính toán, sau khi Real Madrid của Ancelotti giành được ngôi vương châu Âu thứ 15, họ sẽ kiếm được ít nhất tổng giải thưởng tiền mặt là khoảng 118,5 triệu euro. Nhưng vẫn còn 15% còn lại, tương đương khoảng 300 triệu euro, sẽ đến từ doanh thu phát sóng. Một nửa số tiền đó sẽ được chuyển đến các liên đoàn quốc gia mà các đội tham gia dựa trên tỷ lệ phần trăm cố định do UEFA đưa ra, trong khi nửa còn lại sẽ được trao cho các đội bóng dựa trên số trận họ đã chơi. Tuy nhiên, sự hiện diện của các đội bóng Tây Ban Nha khác như Barcelona và Atletico Madrid lọt với tới tận vòng tứ kết có thể ảnh hưởng đến phần doanh thu bản quyền truyền hình của Real Madrid, làm giảm một chút thu nhập tiềm năng của đội bóng Hoàng gia nhận được. Theo tờ Marca, phân phối chi tiết tiền thưởng Champions League mùa giải 2022-2023 vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng. Tuy nhiên, chiến thắng của Real Madrid tại Paris vào năm 2022 đã chứng kiến câu lạc bộ này kiếm được tổng cộng là 133,7 triệu euro. Trong khi các con số chính xác cho Champions League mùa 2023-2024 vẫn chưa chắc chắn, các mô hình được tính toán và dựa trên lịch sử, dựa trên những mùa giải trước đó đã cung cấp một bức tranh rõ ràng về số tiền đáng kể đang chờ đợi những kế toán của Los Bancos thêm vào sổ sách của họ. Đó sẽ là con số được dự đoán còn cao hơn cả những gì mà họ từng nhận được vào năm 2022 hoặc như Man City ở năm ngoái. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho thành tích mà tập thể đội bóng thành Madrid đã đạt được với chiếc cúp châu Âu lần thứ 15 trong lịch sử của họ. Đối với đội Á quân Dortmund, con số họ kiếm được đương nhiên là ít hơn, nhưng vẫn là một số tiền không nhỏ. Thậm chí khi Real Madrid lên ngôi, đội bóng vùng Ruhr lại có được khoản tiền lớn hơn. Và trong điều khoản chuyển nhượng của Bellingham, nếu anh giành chiến thắng trong trận chung kết UEFA Champions League, Dortmund sẽ nhận thêm 5 triệu euro từ đội chủ sân Bernabeu. Họ sẽ còn nhận được 2 triệu euro nữa nếu cầu thủ người Anh lọt vào đội hình xuất sắc nhất mùa này của giải đấu. Như vậy, tổng số tiền mà Dortmund có thể nhận trong trường hợp này là 22,5 triệu euro, cao hơn cả số tiền 20 triệu euro mà Real nhận được khi chiến thắng trận chung kết. Nhưng không chỉ nhận được một khoản tiền kếch xù từ việc lên ngôi tại Champions League, Los Bancos còn có thêm thu nhập từ việc sớm giành được chức vô địch tại giải quốc nội năm nay. Hàng năm, khoản thưởng của La Liga được xác định bởi doanh thu mà nó tạo ra từ các đài truyền hình thông qua các gói bản quyền. Theo beIN Sports, La Liga năm nay sẽ phân phối tổng cộng 1,38 tỷ euro cho 20 đội bóng, mặc dù chỉ có 1,265 tỷ euro sẽ được chuyển trực tiếp đến các câu lạc bộ, với số tiền còn lại được phân bổ để hỗ trợ bóng đá không chuyên và các môn thể thao khác. Một nửa tổng số tiền khoảng 632,8 triệu euro sẽ được chia đều cho tất cả 20 đội. 632,8 triệu euro còn lại sẽ được phân phối dựa trên vị trí cuối cùng của các đội trong bảng xếp hạng từ cao xuống thấp. Với cấu trúc này, nhà vô địch Real Madrid sẽ nhận được một phần đáng kể khoản thưởng dựa trên kết quả chung cuộc với 17% trong số 632,8 triệu euro kia. Dự kiến đội bóng Hoàng gia sẽ kiếm được tổng cộng 131 triệu euro. Bức tranh về tình hình tài chính của Real Madrid không chỉ rất tươi đẹp ở mùa giải này, mà nó còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai. Ở mùa giải năm sau, họ sẽ tham dự siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup vào năm sau, giải đấu mà họ đã có được tấm vé tham dự từ sớm. Vô địch siêu cúp châu Âu mùa tới có thể kiếm được 4,5 triệu euro. Thế nhưng FIFA Club 2025 mới là miếng bánh béo bở dành cho Real Madrid. Theo các báo cáo trên trang Transfermarkt, tiền thưởng cho cuộc thi năm tới được đặt ở mức 2,5 tỷ euro, với các câu lạc bộ nhận được 50 triệu euro để đủ điều kiện tham dự giải đấu và người chiến thắng kiếm được tới 100 triệu euro. Với việc thành công trên cả sân cỏ lẫn khả năng quản lý tài chính hiệu quả, Real Madrid cho chúng ta thấy một cách làm bóng đá thật khó để chê vào đâu được. Họ dùng nguồn tài chính dồi dào của mình để mua những ngôi sao, rồi những ngôi sao ấy lại mang về danh hiệu, tiền bạc cho đội bóng. Đó là một vòng lặp mà bất cứ câu lạc bộ nào trên thế giới đều thèm muốn, nhưng gần như chỉ có một mình Real Madrid mới có thể biến nó trở nên gần như hoàn hảo như thế này. Thành công ở mùa giải năm nay và số tiền thưởng kỷ lục là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.